Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Chủ nhật cuối cùng của tháng 2. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lớp 4 và lớp 5 của năm 2038. Thì buổi hôm trước chúng ta đã học cái lớp 2 và lớp 3. Thì mọi người có ấn tượng về cái điều gì của lớp 2 và lớp 3? À, mọi người chỉ cần nhớ là trong năm 2038 là chúng ta sẽ học 7 bước để phát triển Bồ đề tâm, và chúng ta vẫn chưa đi hết bước thứ nhất. Bước thứ nhất nó rất là khó, nó sẽ rất là dài. Cả lớp 4 và lớp 5 này cũng vẫn chưa đi hết bước thứ nhất, sang cái lớp 6 luôn. Thì bài giảng này có 15 lớp, thì đến một phần nửa bài giảng là nói về cái lớp 1, thì mọi người đủ biết là nó khó như thế nào. Ok, à, vừa nãy chế trên tin nhắn thấy Đào nhắn tin là ấn tượng với khói và lửa đúng không? Đúng, chúng ta có khói là à, chúng ta có khói là à, lửa lửa là việc mọi người đều mọi chúng sinh đều từng làm mẹ của ta. Bây giờ chúng ta phải đi tìm khói. Khói là việc để tìm bằng chứng cho cái điều đấy. Thì ông trước có cái bức ảnh cái em bé Mai Chi ấy, thì mọi người có nhớ không? Ừ. Thế chúng ta sẽ bắt đầu cái lớp 4 ngày hôm nay nhá, bằng cái chỗ kết thúc của cái lớp trước. Ở đây thầy có cho chúng ta xem một bức ảnh. À, mọi người nhìn, và thầy có hỏi là cô gái này đang nghĩ về điều gì. Mọi người có nhớ là cái lớp 3, kết thúc lớp 3 là chúng ta đã tóm tắt đấy, thì có cái ý chính. Có cái ý chính là gì mọi người nhớ không? Thầy nói là thầy hỏi là cô gái này đang nghĩ về điều gì. Thầy nói là cái khuôn mặt của cô gái ấy. Khuôn mặt của cô gái là cho chúng ta thấy là một điều gì đó mà chúng ta phải nghĩ về, và thứ hai là điều đó thì rất là khó, rất là khó. Thì cái kết thúc lớp 3 chúng ta còn nói là cái lớp 3 đã chứng minh có cái bài thơ của ngài Pháp Xứng ấy, Dhammakitti chứng minh rằng là tất cả cái bài thơ đấy rất là dài, cái phần luận giải rất là dài, có hình ảnh em bé Mai Chi ấy. Thầy muốn chứng minh là chúng ta đã có một cái kiếp trước ấy. Kiếp trước trước khi là chui vào trong bụng mẹ, chúng ta đã có nhận thức từ trước rồi. Thì cô gái này đang nghĩ tôi đến từ đâu, và liệu tôi có một cái kiếp trước hay không. Thì thầy nói là cái cuộc sống để có thể cảm nhận về chúng ta có một kiếp trước hay không thì nó rất là khó, nó khó như kiểu là được nhìn thấy cái tính không trực tiếp. Và thầy nói là chúng ta thì gói gọn trong cái kiếp này, chúng ta bị tập trung vào cái kiếp này và cái cuộc sống rất là bận rộn, có nhiều thứ diễn ra. Và khi mà một ai đó hỏi là các bạn đã có từng có kiếp trước hay không, thì thường chúng ta sẽ ôi tôi bận lắm, tôi không có thời gian nghĩ về cái điều đấy. Thầy bảo là tất cả chúng ta đều tránh né những cái ý tưởng khó khăn, chúng ta không thích nghĩ về những cái điều khó hiểu ấy. Tức là nên là thầy nghĩ là hầu hết thì chúng ta sẽ tránh né cái việc nghĩ là chúng ta có một cái kiếp trước hay không. Thì ở cái lớp 3 hôm trước là chúng ta đã chứng minh là chúng ta có một cái kiếp trước, và chúng ta đã có nhận thức từ trước khi vào trong bụng mẹ. Và trong cái lớp này thì thầy chứng minh là
vì tâm thức của chúng ta nó không có điểm khởi đầu. Thì thầy nói là khi mà thầy học được một cái bài học từ cái người thầy của thầy và trở thành cái thói quen của thầy, tức là khi mà nhìn thấy một cái điều gì nó khó hiểu ấy, dụ như là tôi có một cái kiếp trước là một cái điều rất là khó, thì thầy sẽ phải dừng lại. Thầy dừng lại và ví dụ thầy sẽ dành 3 ngày cho nó chẳng hạn. Nhưng thầy sẽ dành 3 ngày cho nó, nhưng thầy không bỏ qua. Khi mà có một cái điều gì rất là khó hiểu ấy, thì hãy dừng lại. À, thầy nói thế, hãy dừng lại và cố gắng hiểu. Các bạn phải dừng lại và cố gắng hiểu nó. Cố gắng hiểu cái ý tưởng là chúng ta đã có một cái kiếp trước. Nó thì cô gái này đang nghĩ về cái ý tưởng đấy. À, sự sống không đến từ điều gì khác với sự sống, và nhận thức cũng tương tự. Nên thì nói là cái sự sống của tôi nó không thể đến từ cái hòn đá được, không phải đến từ, tức là ví dụ như là mình là một cái sự sống ấy, đến từ cái sự sống tương tự. Thì trong cái lớp này thì sẽ chứng minh là tâm thức của chúng ta là không có cái điểm khởi đầu. Như thế nói là suy nghĩ hiện tại của bạn là dòng chảy, có cái từ gọi từ Tây Tạng ấy, nghe cũng trích lại đây, green ấy, của những suy nghĩ ngày hôm qua. Suy nghĩ hiện tại của chúng ta là dòng chảy những suy nghĩ ngày hôm qua. Thì thầy nói là chúng ta lần ngược trở lại trạng thái tâm mà khi mình vừa sinh ra ấy. Thì tức là chúng ta cứ, cứ cứ tìm cái điểm 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 khởi đầu, tức là thầy nói là bây giờ thì chúng ta ví dụ nhận thức trong kiếp này đi, thì chúng ta lại quay lại, thế chúng ta có nhận thức rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lần giống ngược lại là từ khi mình sinh ra, đúng không? Nhưng mà thầy nói là từ khi mình sinh ra thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh là chúng ta đã có nhận thức từ khi chúng ta trong bụng mẹ rồi. Thế lần giấu lại là thì cái trạng thái tâm mà khi mình vừa sinh ra thì hôm trước chúng ta còn nói là nếu mà chúng nó không được quyết định bởi cái chất hóa học, đúng không? Nó cũng quyết định bởi những cái yếu tố như kiểu làn da, nó cũng không được quyết định bởi những cái chất hóa học cũng được của người mẹ, thì nó là sự tiếp nối của cái gì? Là sự tiếp nối của dòng chảy tâm thức mà đã đi vào tử cung của mẹ bạn 9 tháng 10 ngày trước đó. Nó cứ lần 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 ngược lại á, ví dụ cái kiếp này không xong rồi chúng ta thời gian mang thai chúng ta có tâm thức rồi, đúng không? Trước thế làm sao mà có cái tâm thức trong lúc đấy? Thì chứng tỏ là trước đấy là chúng ta cũng đã có tâm thức rồi. Thì thầy mới nói là có hai cái loại sinh ra. Tức là thường thì chúng ta nói sinh ra là cái khoảnh khắc bạn ra khỏi tử cung của người mẹ trong bệnh viện ấy. Và cái thứ hai ấy, cái việc sinh ra là cái khoảnh khắc của cái sự thụ thai ấy, tức là khởi đầu của cái sự tái sinh này. Thì thầy nói là đấy là cái sự gọi là khởi đầu của sự tái sinh này, thì đấy là cái sự sinh ra trong đạo Phật có nói. Thì thầy mới nói là có một cái chứng minh thứ hai là thì suy nghĩ của mình nó đang là một cái dòng chảy nhá, nó là một cái dòng chảy thì mình cứ lần về kiếp trước thì nó lại có cái kiếp trước nó cứ thế. Thì thầy mới chứng minh là các bạn không thể chỉ ra một điểm nơi mà những kiếp sống của các bạn trong vòng tròn này bắt đầu. Thì thầy nói là cái sự tái sinh này này nó cứ như một cái vòng tròn đó. Thì nó là the wheel of life, cái vòng tròn cuộc sống đó. Và thầy nói là cái vòng tròn này được gọi tên là samsara, tức là cái vòng luân hồi ấy. Và chúng ta không thể tìm thấy, không thể tìm thấy cái điểm khởi đầu của cái, tức là bạn không chỉ ra một điểm nơi mà tâm trí của Michael, như thầy nói là không, bạn các bạn không thể chỉ ra một điểm nơi mà tâm trí của tôi bắt đầu ở trong cái dòng chảy này, bạn không thể tìm thấy cái điểm khởi đầu như con sông, như cái dòng chảy tâm thức ấy, nó không có cái điểm khởi đầu. Thầy bảo là ok, ngày xưa khi thầy mình đi học ấy thì
Thầy được dạy là cái vũ trụ này hình thành từ cái vụ nổ Big Bang đúng không? Ok, thầy thầy rất là thoải mái với điều đó. Nhưng mà sau này thì thầy mới thấy là nó không logic. Liệu có hợp lý không khi mà mọi thứ đều có nguyên nhân trừ cái thứ đầu tiên của mọi thứ? Thế Cái này là tại tôi vừa bị văn sao? đấy. Đúng rồi, Chắc là các bạn nhỏ là chị em đúng bạn không? nào bạn hỏi thế là được cái ai là tạo ra cái vụ nổ đó? Trời ơi, tôi hỏi đài. Tôi đâu không biết con. À, thì thầy nói điều đó nó không hợp lệ thế nào, tức là thật là phi logic khi mọi thứ diễn ra trong một vòng chảy, nên có một sự khởi đầu đúng không? Thầy nói là chúng ta không thể thì tức là nó là phi logic nếu mà không hợp lý khi mà mọi thứ đều có điểm khởi đầu trừ cái thứ đầu tiên nó Big Bang ấy, nên là bảo là chúng ta thì thoải mái với cái việc là mọi thứ đều có cái nguyên nhân bắt đầu của nó. Thế nhưng mà khi mà thầy nói là mọi thứ nó không có cái điểm khởi đầu ấy, thì bắt đầu chúng ta bối rối với ý tưởng đấy. Thầy bảo thế. Thế thì bây giờ chúng ta phải thầy nói là bây giờ chúng ta phải phải mở rộng cái tâm thức của mình ra, chúng ta phải chấp nhận cái điều này. Tức là nó rất là phi logic nếu mà cái vụ nổ Big Bang không thế nó phải từ đâu. Ai giải thích cho tôi cái điều đấy? Thế bây giờ thì bảo các bạn không phải là học sinh nữa, các bạn không còn là học sinh để mà phải lắng nghe mọi thứ hợp lý, mà các bạn phải tự 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 tìm cái điều nó hợp lý cho mình ấy. Thì thầy nói là cái chữ tìm này, từ từ rin này, để cái từng Tây Tạng này, cái chữ tìm ấy, thầy giảng cái văn bản Tây Tạng mà chúng ta không thể tìm thấy điểm khởi đầu như con sông dòng chảy tâm thức. Và cái chữ tìm này này nó giống như cái chữ tìm ở trong cái câu chuyện hai người chồng, như kiểu xác định vị trí ấy. Thì nói là chữ tìm này là cùng với động từ với tìm, tức là xác định vị trí, tìm một người chồng không đến từ các bạn, nhưng mà bạn sẽ không tìm thấy nó. Chữ tìm trong tiếng Tây Tạng tức là nó tương tự như cái chữ tìm trong câu chuyện hai người chồng, tức là tìm một thứ nó không đến từ mình nhưng mà mình sẽ không tìm thấy nó. Thì tương tự ở đây là mình tìm cái điểm khởi đầu nhưng mà mình sẽ không tìm thấy nó, nhưng cái con sông như cái dòng chảy tâm thức ấy, nó tiếp nối vô tận, không có cái điểm khởi đầu. Thì thầy nói là không có sự sinh ra đầu tiên. Đấy. Liệu có hợp lý không, như mọi thứ đều có một nguyên nhân ngoại trừ thứ đầu tiên của mọi thứ. Thì thầy nói là cái điều đó nó rất là phi logic. Ok, thì vì chúng ta là dòng chảy của chúng ta là một cái dòng chảy tâm thức ấy, nó như một cái vòng luân hồi vô tận ấy, nên là chúng ta sẽ không bao giờ có cái lần tái sinh đầu tiên. Ở đây thì cho chúng ta xem một cái hình ảnh, cái đại dương và cái con rắn. Thì cái đại dương này, và cái thứ hai là cái biểu tượng thì gọi là Ouroboros, biểu tượng vô cực ấy. Mình nhớ biểu tượng vô cực không? Thì thầy lấy cái hình ảnh đại diện của cái biểu tượng là Ouroboros này. Thì thầy mới nói là mọi người cứ tưởng tượng nhé, là nếu mà tâm thức chúng ta như cái dòng chảy, như cái dòng sông, như cái đại dương mà thầy đang có ảnh này, thì ví dụ nhé, nước ở trong hồ, thầy đang nói về một cái chu trình khép kín này. Nước ở trong hồ bốc hơi lên thành mây, mây sau đó thì mây 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 lại nặng lại 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 trút xuống ấy, thành nước trong hồ. Nó cứ như một cái chu trình khép kín như thế. Thì đâu là cái điểm bắt đầu ấy? Đấy. Thì thầy nói là không bao giờ có cái lần tái sinh đầu tiên, thì đang chứng minh cho cái điều đấy. Thì nó là một cái chu trình khép kín, cái nước trong hồ ấy. Nước bốc hơi rồi lại rơi xuống, bốc hơi rồi động thành mây rồi lại rơi xuống, bốc hơi thành mây rồi rơi xuống, đúng không? Nó là một cái chu trình khép kín. Và cái biểu tượng Ouroboros này, thì biểu tượng vô cực này, thầy rất thích cái hình ảnh này. Nó như kiểu là cái điểm kết thúc, nó chính là cái điểm khởi đầu. Mọi người nhìn nhé. Thì thầy bảo là
Thì rất thích đi tìm hiểu, đi tìm 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 hiểu những nguồn gốc của các từ. Thì thầy mới tìm hiểu là boros nó nghĩa là ăn, và auro có nghĩa là mông. Tức là cái con rắn mà ăn mông của nó. Thì thầy nói là điểm mà nó kết thúc kìa, thế cái nó ăn ấy, thì chính là cái điểm mà nó bắt đầu, nó không có, tức là nó không nó là một cái vòng tròn luân hồi này, nó không có cái điểm đầu tiên, nên là không có cái lần tái sinh đầu tiên, nó như kiểu nước ở trong hồ, nó không không thể xác định đâu đâu là nước trong hồ có trước hay là nước ở trên trời nó rơi xuống có trước. À thì thầy nói là cái con rắn mà ăn đuôi của chính nó thì là những cái chu trình này, như kiểu nước trong hồ hay là cái biểu tượng vô cực, con rắn ăn đuôi của chính nó là những cái chu trình mà nó tự tồn tại mãi mãi, nó tự tồn tại mãi mãi. Thì thầy không muốn nói điều này, nhưng mà em đọc trong cái cuốn Giải thoát trong lòng tay á, thì thầy nói thì người ta nói thì thầy Pavongkari Muche mới nói là cái tâm vô thủy kiếp của chúng ta, tâm vô thủy kiếp, cái tâm gọi là như một cái dòng sông, từ 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 vô thủy kiếp đến nay, tức là từ rất nhiều kiếp sống đến nay. Thì nói là cái sự tái sinh, chúng ta không có lần tái sinh đầu tiên, chúng ta là một cái sự tiếp nối của cái dòng chảy vô tận, thế nên là bạn đã tái sinh vô số lần rồi, chúng ta đã tái sinh vô số lần, không không thể đếm được. Mọi người nhớ là những cái lớp 4, lớp 5 là chúng ta vẫn chứng minh cho một cái điều là tất cả chúng những tình đều từng là mẹ của chúng ta. Thầy đang chứng minh là chúng ta không có lần tái sinh đầu tiên, nên là chúng ta đã tái sinh vô số lần rồi. Thế nên là nó dẫn đến một điều là bạn đã có vô số người mẹ. Thì thầy nói là liên quan đến sự sinh ra thì chúng ta có thể sinh ra từ trứng và tử cung, và cái điểm giống nhau, tức là thầy nói trong đạo Phật là có bốn cái sự sinh ra cơ, trứng, tử cung, và có hai sự sinh ra nữa là sinh ra từ nước ấm như loài muỗi, và sinh ra từ hoa sen như một cái ngài gọi là Patanjali. Thì thầy nói là liên quan đến cái sự sinh ra từ trứng và tử cung này, nó giống nhau là mỗi cái sự sinh ra đấy chúng ta đều cần có một người mẹ, mỗi lần tái sinh bạn đều cần có một người mẹ. Thế nên là nếu bạn tái sinh 100 lần thì bạn sẽ cần đến 100 người mẹ. Nếu bạn tái sinh 1.000 lần thì bạn sẽ cần đến 1.000 người mẹ. Nếu bạn tái sinh vô số lần thì bạn sẽ cần vô số người mẹ. Nên là nó dẫn đến một điều là không có ai chưa từng là mẹ của các bạn. Đúng không? Thầy nói là thầy cho ta chúng ta xem một cái bức ảnh này. Thì bạn rất thích là bức ảnh này, những con số nó nằm trong cái lòng bàn tay này, nó phóng từ lòng bàn tay ra đúng không? Thì thầy nói là cái bức ảnh này này nó đã ý cho cái câu mà thầy nói là nó không phải là đạo Phật, mà nó chỉ là toán học thôi, nó chỉ là xác suất của kết quả thôi, mọi người hiểu không? Tức là trên chỉ đơn giản là nếu mà bạn tái sinh một lần thì bạn có một người mẹ, nhưng mà bạn đã biết là tâm bạn vô thủy kiếp rồi, nó là dòng chảy tâm thức vô tận này, bạn không có lần tái sinh đầu tiên thì chứng tỏ là bạn đã tái sinh vô số lần. Nên nếu vô số lần thì bạn đã tái sinh 100 lần thì bạn có 100 người mẹ, 1.000 lần thì bạn có 1.000 người mẹ, nên không có ai chưa từng là mẹ của các bạn cả. Nó chỉ như toán học thế thôi, nó chỉ là xác suất của cái kết quả này thôi. Thì mọi người nhìn thì mọi người nhận ra là nó không phải là đạo Phật, nó chỉ là cái xác suất của quả toán học thôi. Thì mà thầy nói là nó chỉ chính xác là cái xác suất của toán học. Thế thì thầy nói là khi mà có cái điều này này, ngày Pong Karimuche nói điều này thì có người phản biện lại trong cuốn sách này. Thế thì chúng hữu tình là vô số, làm sao mà tất cả mọi người có thể là mẹ của con chứ? Thế này, thế có sự phản biện là
Ok, nếu 1.000 lần tái sinh, 1.000 lần tái sinh đúng không? Thế thì chúng nghĩ tình nó là vô số, mà làm sao mà tất cả mọi người đều là mẹ của con được? Thì trong người thì nói là chúng ta hãy quên cái sự tái sinh làm người đi, hãy quên cái sự tái sinh làm người đi, và hãy nói về những cái loại chúng sinh khác nhau như nai này, linh dương này, côn trùng này, kiến này, châu chấu này. Thì nói là cái số lần ấy mà chúng ta đã tái sinh làm một con châu chấu ấy, nó đã vô số lần rồi, chứ không phải là đợi đến khi chúng ta tái sinh làm người. Thực ra là như chúng ta sẽ dễ chấp nhận cái điều đấy hơn, em nghĩ thế, so với những cái người ở phương Tây ấy, hoặc là những cái người mà chúng ta hay gọi là luôn phải có cái bằng chứng khoa học ấy. Nhớ gọi họ là gì nữa. Kiểu em ngày xưa cũng thế, cái gì cũng phải có ý là có bằng chứng khoa học, có nghiên cứu gì về cái đấy không mà chấp nhận kiểu thế. Nhưng thầy nói là số lần mà các bạn tái sinh là một con châu chấu ấy, nó là vô số lần rồi, tức là các bạn đã tái sinh vô số lần trong mỗi một của vô số loài. Tức là riêng con châu chấu là mình tái sinh là vô số lần, xong rồi đến cái con nai chẳng hạn, con kiến chẳng hạn, những tái sinh vô số lần làm con kiến, tái sinh vô số lần làm con nai, tái sinh vô số lần làm con linh dương, tức là chúng ta đã tái sinh vô số lần trong mỗi một của vô số loài, nên gọi là vô số lần vô số. Là riêng một loài vô số lần, xong nhân lên với vô số loài thành vô số của vô số. Nên là thầy cho chúng ta xem một cái bức ảnh, cái bài làm cái thời điểm đấy là đang là mùa xuân và thầy làm vườn, và thầy rất thích, tức là thầy rất cẩn thận với những con giun ấy. Thầy nói là nếu mà chúng ta cuốc phải con giun thì cần nói là nó vẫn sống được ấy, nó vẫn sống được, nó tách đôi ra nó vẫn sống được. Nhưng mà thầy sẽ nghĩ về cái việc là liệu thầy có muốn bị cắt đôi người ra không, thì thầy nghĩ không, thầy không muốn, nên là thầy sẽ rất cẩn thận để không làm thương những con giun khi mà làm vườn. Nên bà thầy nói là riêng chúng ta mà ở trong gọi là trong cái văn bản nó có nói con giun, nên chắc thầy chọn bức ảnh này. Mà riêng là một con giun ấy, thì chúng ta tái sinh vô số lần để làm một cái con giun. Thế nên là chính vì chúng ta đã có vô số lần tái sinh trong mỗi một của vô số loài, nó dẫn đến một điều là không chỉ mỗi chúng hữu tình của mẹ đã từng là mẹ của bạn, mà họ còn từng là mẹ của bạn vô số lần trong mỗi của vô số dạng sống. Tức là mọi người tưởng tượng đúng không? Ví dụ mình tái sinh làm con kiến, mà mọi người tưởng tượng kiến nó đông như nào, con giun. Sau đó là chúng ta tái sinh làm vô số lần, mỗi lần chúng ta cần một người mẹ, một người mẹ. Mà thế nên là nó dẫn đến một cái điều là ví dụ như là một người không chỉ mẹ của chúng ta một lần, mà phải làm mẹ của chúng ta vô số lần trong cái hình dạng nguyên là cái con giun này hoặc con kiến này. Thế nên là thầy đưa đến một cái kết luận là các bạn có bao nhiêu cái dạng sống khác nhau thì là bấy nhiêu người mẹ các bạn đã từng có. Chúng ta đã tái sinh là bao nhiêu dạng sống khác nhau thì chúng ta đã có bấy nhiêu người mẹ. Thế nên là chúng ta tái sinh vô số lần, từ con kiến, con giun cho đến tất cả các loại con, tất cả các dạng sống, xong mãi sau mới lên được con người. Nên là không đủ những cái chứng hữu tình làm mẹ của bạn chỉ một lần mà thôi. Có những người phải làm đi mẹ, làm đi làm lại vô số lần, nhưng nó không đủ, không đủ cái chứng hữu tình. Ok, thì tiếp theo thì thầy có trích một cái bài thơ của Ngài Long Thọ. Thì cái nội dung cái bài thơ em sẽ lấy trong cái cuốn Giải thoát trong lòng tay. Tức là nếu bạn đếm tất cả những người mẹ bằng những viên đá, viên đất vo thật nhỏ, thì quả đất cũng không đủ để tính. Thì nếu mà chúng ta, mọi người cứ tưởng tượng chúng ta sẽ lấy cái viên đất ấy, những đếm bà mẹ bằng cách là chúng ta sẽ lấy tất đất của cái hành tinh này, chúng ta vo bằng viên đất nhỏ. Thì trong cái bài giảng thì Macross nói là gọi là chúng ta vo thành những cái quả bách xù, quả bóng bách xù, những cái nhỏ nhỏ khác như 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 cái hạt sồi ấy.
gọi là như như cái hạt hạt anh đào ấy, vo vo nhỏ tí thôi nhá, như cái hạt anh đào. Thì có đất cũng không đủ để tính à. Thì thầy hỏi là thế mất bao lâu để chúng ta vo hết bùn của cái hành tinh này, mất bao lâu để chúng ta vo vo cái quả anh đào. Nhưng thầy nói là không, nhưng trọng điểm của bài thơ nó không phải là mất bao lâu để chúng ta vo hết cái điều vo hết bùn, cũng cũng trọng điểm cũng không phải là, tức là chúng ta không thể đếm xuể được ấy, tất cả những người là mẹ chúng ta, nhưng mà trọng điểm cũng không phải là thế, mà thầy nói là trọng điểm là cái quả ví dụ cái quả bóng đầu tiên hoặc cái viên đất đầu tiên là người mẹ trong kiếp này này, đến cái viên thứ hai là người mẹ của người mẹ đấy này. Mọi người tưởng tượng không, cứ lần 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 về, tức là sẽ có một cái chứng minh khác này, cứ lần 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 về, đây là mẹ của mẹ mình, đây là mẹ của mẹ của mẹ mình, cứ mẹ của mẹ của mẹ mình, cứ lần 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 về thì tất cả mọi chúng hữu tình đều đều từng là mẹ của chúng ta. Đây là một cái chứng minh khác, và thầy nói là cái điều này nó cứ theo cái cấp số nhân, đúng không? Nếu bình thường là chúng ta đếm cái quả đất trên địa cầu thì nó sẽ có kết thúc, nhưng mà nếu mà theo cấp số nhân thì nó sẽ không có kết thúc. Thì dù bạn có đếm hết vùng hành tinh nhưng mà vẫn chưa hết ngưỡng người mẹ của bạn, vì đó là cấp số nhân mà. Mỗi hình tượng như là mũ mũ mấy đấy, mũ mũ một với cả mũ mũ 300, mũ 400, mũ 500 ấy, nó khác nhau, và không có cái máy tính nào nó tính đủ cho mọi người kiểu dạng như thế. Thầy nói là nếu mà bạn đếm hết số bùn của hành tinh ấy, bạn không đạt được 0,0001 những người mẹ mà các bạn đã từng có. Nếu mà kể cả bạn đếm hết những cái số bùn trên hành tinh mà bạn vo lại như kiểu cái hạt hạt anh đào ấy, như kiểu cái hạt cái quả bách xù thì nói đấy, thì cũng không đạt được 0,0001 những người mẹ các bạn đã từng có. Có nghĩa là vô số các không có một dạng sống nào mà bạn chưa từng là đấy. Thì nói là các bạn đã từng là một loài bọ vô số lần, và không đủ và những người mẹ để làm mẹ của các bạn cho những con bọ đó, trừ khi điều đó là tất cả mọi người trong vũ trụ. Ví dụ nguyên loài bọ thì là vô số lần, và không đủ những người để làm mẹ của các bạn cho những cái con bọ đó, trừ khi điều đó là tất cả mọi người trong vũ trụ. Nhưng hãy hãy nhớ cái điều đó, hãy nhớ cái điều là chúng ta đã tái sinh vô số lần, chúng ta có vô số người mẹ đó. Thì khi khi đó là nói về những cái dạng tái sinh khác, còn thầy nói là thì bây giờ quay lại chúng ta sẽ chỉ nói về những số lần mà các bạn tái sinh làm người thôi, tái sinh về những cái con khác xa quá không nhớ được nữa, người tái sinh làm người thôi. Thì thầy nói là không, bạn không thể chỉ ra một mét vuông nào ở bất kỳ đâu trên trái đất này mà các bạn chưa từng được sinh ra vô số lần. Ví dụ thầy 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 nói là có một cái địa điểm là ví dụ nha, ở Việt Nam chẳng hạn, bạn không thể chỉ mỗi một mét vuông nào ở bất kỳ đâu ở Việt Nam các bạn chưa từng được sinh ra vô số lần, bạn không thể chỉ ra. Thì nói là ví dụ một mét vuông trên đường này bạn đã sinh ra vô số lần ở đấy rồi, chứ không phải là bạn chưa được sinh ra bao giờ. Và thầy nói là thế giới này nó chỉ kéo dài, thầy không biết nữa, chắc là tầm 5 tỷ năm các bạn đã sinh ra thế giới này và các hành tinh khác vô số lần, vượt quá vô số chúng sinh đấy. Thầy nói thế. Và thế nên là không chỉ mọi người từng là mẹ của các bạn mà họ còn từng là mẹ của các bạn ngay trong lần tái sinh làm người của các bạn. Tức là bây giờ thôi quên quên việc tái sinh làm những cái con khác đi, thì nói về làm người thôi, các bạn tái sinh vô số lần ở tất cả mọi nơi trên trái đất rồi, nhưng mà chúng ta không nhớ được thôi, đúng không? Thế nên là không chỉ một người là mẹ của các bạn ở trong vô số những cái dạng sống khác nhau, mà trong nguyên kiếp sống làm người này họ cũng từng là mẹ của các bạn vô số lần rồi. Tất cả mọi người đều tự là mẹ của chúng ta trong kiếp sống làm người này, thì mới đủ lần chúng ta tái sinh ở khắp mọi nơi trên trái đất này được. Nên là nhưng mà không, thì nói là không không quan trọng họ là gì bây giờ nhé. Có thể bây giờ họ là không quan trọng họ là gì bây giờ, có thể bây giờ họ là một con chó, và bây giờ họ là một con kiến. Thế nhưng mà ở những cái kiếp sống trước họ đã từng là mẹ các bạn rồi. Họ từng làm
họ đã từng sinh ra bạn ở trong cái kiếp sống bạn là người, nhưng bây giờ họ là gì thì cũng không nhất thiết họ phải là người. Thì ý đại ý là như thế. Nếu mà ở trong những tiếp xúc mình cứ đẩy để về thật xa, những thời điểm trước mình vẫn là người, như mình cũng có mẹ nhưng mà bây giờ bà chưa chắc vẫn là người. Thì nói là chúng ta, để chúng ta sinh ra trong kiếp sống làm người này thì đã có vô vô số những cái bà mẹ rồi. Thì ở đây thầy cho chúng ta xem một cái bức ảnh, bức ảnh rất thú vị. Thầy bảo là thầy thì tìm bức ảnh này thì rất là thích, mọi người nhìn rõ không? Tức là có một cái bản đồ trái đất mà trên đấy thì có rất là nhiều những cái con vật khác nhau ở mỗi vùng ấy. Và gắn với bức ảnh là đằng sau là những cái ngôi sao. Thì thầy nói là bạn hãy tưởng tượng là mỗi một cái thế giới nó là một cái ngôi sao, và các bạn đã tái sinh trong mỗi một cái ngóc ngách, mỗi một mét vuông của cái hành tinh. Và em không hiểu sao thầy chọn cái bức ảnh này, nhưng em nghĩ là tức là bạn đã tái sinh làm rất nhiều loài khác nhau, làm rất nhiều cái dạng sống khác nhau. Rồi, đã rất là nhiều dạng sống khác nhau. Và cái bức ảnh này nè, đây có em như như là một trái đất đúng không? Đây là một trái đất cắt ngang ra, dạng ngang ra. Và những ngôi sao đó thì chúng ta đang thực thấy này. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là đây là một trái đất mà những cái ngôi sao ở trên trời mà chúng ta đang thấy này, chúng ta đã không định được sao trên trời, mà cứ mỗi ngôi sao đó lại là một trái đất thì nó sẽ vô vàn như thế nào, sao trên trời chúng ta không đếm được. Đó thì tức là mỗi mỗi một cái thế giới ấy, tái sinh vô số lần, ông nhân với vô số thế giới thì không biết Vô số bằng thể nhớ. vô số của vô số. Nguyên là tái sinh làm người đâu. Thì Học đó. đoàn này thì một số bạn mà mới hoặc là một số bạn mà không tiếp nhận ấy, nó sẽ vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Nó cái kiểu mà giống như chúng ta đang lấy một cái búa ấy, mà đập một cái tấm kính thật là dày ấy. Chúng ta đang cảm thấy những cái tiếng mà chán chát rất 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 khó chịu, là cái tiếng cực kỳ khó chịu luôn, vì em đã từng mà nó rất cao quá. Ok, thế thì nói là thôi bây giờ những cái điều về trên này tôi vừa nói nó khó quá. Tôi sẽ có một cái cách tiếp cận khác. Ngài Papunkai Rinpoche nói là chúng tôi sẽ có một cách tiếp cận khác đơn giản hơn, là hãy tập trung vào bà mẹ của bạn trong kiếp này, tập trung vào mẹ trong kiếp này, không nói về những kiếp làm chúng sinh khác, không nói về những kiếp sống khác, những bà mẹ trong kiếp sống khác nữa, làm người nữa, không nói bà mẹ trong kiếp sống khác làm chúng sinh nữa, không nói nữa. Đừng cố xem mọi hữu tình là mẹ của bạn nữa, và hãy chỉ đi trên cái sự gắn bó với bà mẹ trong kiếp này thôi, mẹ của mình trong kiếp này. Chỉ thấy thì nói là hãy chỉ thấy mẹ của bạn trong kiếp này và tưởng tượng rằng có lẽ trong một kiếp trước bà từng là mẹ của các bạn. Chỉ thấy nhìn chị ấy rồi. Ok, hãy nghe, chỉ nhìn người mẹ trong kiếp này của mình và tưởng tượng là có lẽ trong một kiếp trước chắc bà từng là mẹ của các bạn rồi. Mọi người cứ tưởng tượng là chúng ta gặp nhau là phải có nhân duyên ở đấy đúng không? Không phải tự nhiên là chúng ta được có bố mẹ này, hay là gặp những cái người trong cuộc đời chúng ta đúng không? Cho nên là chắc chắn là ví dụ mẹ của chúng ta, người thân của chúng ta chắc chắn có một cái nhân duyên nào đấy, thì rất có thể là trong kiếp trước bạn từng là mẹ của chúng ta chứ đúng không, trong kiếp mẹ cũng thế. Thế nên là thì nói là trong lâm rim là lâm rim giải thoát trong lòng bàn tay nhé, thì trong những cái lâm rim mà con đường dễ và con đường nhanh ấy, nó có trình bày về cái việc là mọi chúng những tình đều từng là mẹ của chúng ta, nhưng mà nó chỉ nêu ra thôi, rất ngắn gọn và không không có những cái tranh luận như thế này, và không có nhiều cách tiếp cận như thế này. Thế nên là ngài Papunkai Rinpoche ấy, đến đoạn này thầy nói là ngài Papunkai Rinpoche thì ngài đã nói là
Nếu các bạn là kiểu người giữ cái sự thực hành của đạo Phật khá là đều đặn thì các bạn sẽ phải giữ trách nhiệm để giữ gìn những cái lập luận về người mẹ này. Thì nói là tôi đã dành hàng ngàn giờ để học những cái điều này từ những vị thầy của tôi, và những gì các bạn vừa nghe chỉ là bóng của hàng ngàn giờ nỗ lực mà tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tôi trình bày lại những cái lập luận là tất cả mọi chúng hữu tình đều là mẹ của bạn. Thì thầy nói là nếu chúng ta là người giữ cái sự thực hành của đạo Phật khá đều đặn thì chúng ta sẽ phải giữ lấy cái trách nhiệm là giữ gìn cái lập luận của người mẹ này. Vị Lạt Ma này sẽ ra đi, vị Lạt Ma kia sẽ ra đi, nhưng các bạn sẽ giữ nó là một cái lập luận lớn. Và phải nhận trách nhiệm là những giáo pháp này tồn tại, giữ gìn lập luận về cái người mẹ này. Nó khó, nó rất khó, thế nhưng mà bạn phải giữ gìn cho nó tồn tại. Hiểu không? Và thầy nói là thầy sẽ lấy một cái bức ảnh. Lấy cái bức ảnh này là cái bức ảnh về cái việc chăm sóc cây. Thầy nói là thầy có một cái chương trình cô lập carbon là chăm sóc các cây sẽ lưu trữ những cái kiến thức này. Thì em chưa hiểu cái chương trình đấy của thầy mới cả thầy sẽ di là như thế nào, nhưng đại loại là chắc là một cái chương trình dữ liệu gì đó. Và thầy nói là kiểu như là thầy rồi cũng sẽ ra đi ấy, những cái người thầy cũng sẽ ra đi, nhưng mà chúng ta phải nhận những cái trách nhiệm đấy, những cái trách nhiệm là giữ gìn những cái giáo pháp này, những trách nhiệm chăm sóc những cái lập luận của người mẹ như là đang chăm sóc cái cây này. Thì đấy đấy là nhiệm vụ của chúng ta. Thì nói là nó rất là khó, nhưng mà nó rất là đáng giá, tức là nó là cái kim chỉ nam ấy. Nên là hãy nhận trách nhiệm chăm sóc cái lập luận của người mẹ này, đừng đừng để nó biến mất, đừng để hàng ngàn giờ, đừng để tất cả những gì tôi tóm tắt trong cái cuốn sách này nó bị biến mất. Nên thầy nói thế. Ok, thì đấy là cái phần kết thúc cái lớp 4, và chúng ta sẽ sang lớp 5. Lớp 5 sẽ có những câu chuyện nó thực tế hơn, thì mọi người sẽ dễ tiếp cận hơn. Riêng cái lớp 4 thầy nói rất là dài, và vì vì nó rất là khó ấy, nên là thầy sẽ cố gắng giảng cho nó dễ hiểu. Vì muốn dễ hiểu nó sẽ cứ đi lặp đi lặp lại, nó sẽ cứ lặp đi lặp lại. Thế nên là ok, đang kết thúc lớp 4 rồi, chúng ta sẽ sang cái lớp 5. Lớp 5 là làm thế nào để chứng minh mọi chúng hữu tình đều là mẹ của chúng ta. Khoan lại, trước khi kết thúc lớp 4 này này, cái phần này thì là để dễ mọi người thử mở rộng lòng và đọc đọc những cái quyển sách, kiểu là bây giờ chúng ta kiểu trong đi trong một cái con đường rất là hẹp và rất là tối rồi, nên là chỉ có chúng ta mò mẫm xung quanh coi có ai hay không. Thì có một số cái quyển sách ấy, là kiểu người ta là cũng có cái góc nhìn như thế này. Thì nó cái quyển mà hai cái quyển sách mà em đã nói rồi nha, với là một cái quyển nữa thì bạn Hằng cũng tóm tắt rồi, đó là quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh. Thì xem là nó có cái dấu ấn nào, nó có tưới tắm một cái dấu ấn nào về cái việc chúng ta nghĩ về cái kiếp trước kiếp sau, rồi nghĩ về cái việc mà luân hồi, nghĩ về những cái người xung quanh chúng ta hiện hữu, rằng là chúng ta có cái sự liên kết nào với họ hay không. Thì có một cái quyển sách đó, Muôn Kiếp Nhân Sinh, và nó là cái chấn động trong thời điểm năm 2020-21 nè. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái lớp 5 của Lam Ly Ma Tám. Các bước trở thành một vị Bồ Tát. Thì ở trong cái lớp 5 này, cái chủ đề chính của chúng ta sẽ là chúng ta không bao giờ biết mọi người là ai. Chúng ta sẽ không bao giờ biết mọi người là ai. Ok, thì ở trong cái lớp này thì thầy sẽ bắt đầu bằng cái việc chúng ta vừa kết thúc với lớp 4. Cái lớp 4 thì thầy có nói là hãy tưởng tượng mẹ của bạn trong kiếp này đúng không? Bà đã từng là mẹ của bạn trong những cái kiếp trước. Thì tương tự như thế, chúng ta mở rộng cái sự tiền định ra như kiểu cái vòng tròn nước lan rộng. Bức ảnh rất là đẹp. Cái vòng tròn nước lan rộng, mở rộng tầm nhìn như cái làn sóng lan rộng ấy, khi bạn thả một viên đá vào giữa, nó cứ lan 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 ra. Thì bây giờ là hãy bắt đầu với người mẹ của mẹ trong kiếp này. Và nghĩ là có bao nhiêu kiếp bà đã từng là mẹ của các bạn lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ về điều đó. Và sau đó là hãy nghĩ về mở rộng nó đến cha của các bạn. Đã bao nhiêu kiếp cha tôi trong kiếp này đã từng là mẹ của tôi trong những kiếp trước. Hãy mở rộng đến cha của mình.
Và sau đó là hãy mở rộng đến những cái người thân của mình, như là chú, bác, cô, dì, ông bà. Và cuối cùng là hãy mở rộng đến những cái người mà các bạn không biết, những cái người mà chúng ta chưa từng gặp ấy. Những cái người trung tính thôi. Ví dụ như là hàng xóm của chúng ta này, những cái người hàng xóm xa xa một tí này, khi chúng ta không biết đúng không? Ta có khi đã gặp đã chẳng biết. Hãy mở rộng những người đấy đã bao nhiêu kiếp họ đã từng là mẹ của tôi. Và cuối cùng thì nói là hãy mở rộng đến cái kẻ thù của bạn, những người mà bạn không thích. Họ đã từng là mẹ của các bạn bao nhiêu kiếp rồi. Thì thầy nói là ngài Papongka Rinpoche đang cố gắng bán cho chúng ta một chiếc xe hơi. Một chiếc xe hơi có tên là Masai. Masai có nghĩa là biết rõ mọi người đều là mẹ của các bạn. Ngài đang kiểu như là một người đang cố gắng bán cái hàng đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta là khách hàng, những khách hàng khó tính. Nên chúng ta sẽ luôn đưa ra những cái ý kiến, chúng ta sẽ đưa ra những cái gọi là yêu cầu rất là khắt khe, phản đối. Đấy. Thì nói là yên tâm, có nhiều cái nó đang được lắp đặt ở cái xe này, nên là các bạn hãy cứ ý kiến và sẽ có phản hồi. Không, mọi người hãy mở rộng tự nhiên điện, bắt đầu tức là quên những người mẹ trong những cái kiếp trước đi, trong những cái kiếp làm chúng sinh khác đi, hãy quên đi và hãy bắt đầu với người mẹ ở kiếp này thôi. Và từ tưởng tượng là đã bao nhiêu kiếp bà là mẹ của chúng ta, rồi bố chúng ta cũng thế, những người thân của chúng ta. Nhưng tại sao họ lại là những người thân của chúng ta? Tại sao họ lại là bố mẹ của chúng ta trong kiếp này? Nhưng chắc chắn là phải có một cái nhân duyên nào đó đằng sau. Chứ không thể chỉ là đơn giản là lựa chọn ngẫu nhiên được, đúng không? Kể cả những người mà chúng ta không biết, những người hàng xóm chúng ta, tại sao chúng ta lại gặp những người này? Thế giới 7 tỷ người mà. Chồng chúng ta, tại sao chúng ta lại gặp, lại lấy người này làm chồng? Và những cái người chúng ta coi là kẻ thù, tại sao chúng ta lại ghét họ? Tại sao người khác không ghét nhưng chúng ta lại ghét họ? Nó phải có những cái nhân duyên là đấy đằng sau. Thì ok, chúng ta sẽ đi đến tiếp là sẽ có ý kiến phản biện, đúng không? Kiểu như chúng ta những khách hàng khó tính là chúng ta nghe nói thế rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói lại, thầy đang cố gắng bán cái chiếc xe Marseille, tức là mọi chúng hữu tình đều là mẹ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ phản biện lại. Ok, thì nếu mà tất cả chúng hữu tình đều là mẹ của tôi ấy, thì tôi sẽ nhận ra họ ngay. Nhưng mà tôi không nhận ra họ, nên là vì thế họ không phải là mẹ của tôi. Nên là chắc chắn họ không phải là mẹ của tôi được, tôi không nhận ra họ. Này thì thầy nói là chúng ta phản biện là người mà đã nuôi dưỡng chúng ta 10-20 năm rồi thì chăm sóc chúng ta từng quý một thì chắc chắn là tôi sẽ nhớ, chứ làm sao mà tôi không nhận ra được. Và ít nhất là tôi sẽ phải có cái cảm giác gắn bó với người đấy chứ, làm sao mà tôi không cảm thấy gì được. Nên là không những cái người xung quanh tôi không có cảm giác đấy, nên họ không thể là mẹ của tôi được. Kể cả tôi không nhớ thì tôi phải có cái cảm giác ấy, gọi là cái sự kết nối ấy. Gọi là chúng ta là những khách hàng, và ngày Pau Cao Mô có những khách hàng phản đối như thế. Thì ngài tức là chúng, mọi người bảo tôi không có ngu ngốc đâu, tôi sẽ có cảm giác cái sự kết nối chứ. Thì người bán hàng Papongka Rinpoche phản hồi là ngay cả một vị Phật cũng không có năng lực nhận thức bằng chính đôi mắt của các ngài rằng bất kỳ ai chưa từng là mẹ của các ngài. Nói lại nhé, ngay cả một vị Phật ấy, cũng không có năng lực nhận thức bằng chính đôi mắt của các ngài rằng bất kỳ ai chưa từng là mẹ của các ngài. Đấy. Tức là các vị Phật đã nhìn bằng mắt và các vị thật cũng không thể nhận ra ai chưa từng là mẹ của các ngài được. Tức là chúng ta thì không thể nhìn thấy hết đúng không? Nhưng mà một vị Phật đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhìn thấy xuyên suốt các kiếp luôn. Thì ngay cả một vị Phật ấy, cũng không thể nhìn bằng mắt được là tìm ra ai chưa từng là mẹ của các ngài. Không tìm thấy. Nên thầy nói là không phải là bạn không, tức là không phải là các bạn không cần phải cảm thấy có cái sự kết nối, không cảm thấy có sự kết nối với họ. Các bạn không cảm thấy có sự kết nối và không cảm thấy có sự kết nối với họ, đúng không? Thế nhưng mà không phải là bạn không có cảm xúc kết nối với một ai đó thì họ chưa bao giờ là mẹ của các bạn trong kiếp trước, đúng không? Chúng ta hãy dùng logic để chúng ta phản biện là vì tôi không có cảm xúc kết nối với họ nên họ sẽ không là mẹ của tôi trong những kiếp trước. Thế nhưng thầy nói là
các bạn không phải là các bạn không có một cảm xúc kết nối với họ thì họ chưa phải là mẹ các bạn trong kiếp trước. Cái điều mà các bạn đang nghĩ nó không đúng. Tức là Đức Phật ấy, cái người mà nhìn thấy tất cả đã thấy được sự kết nối đó và người bảo là họ đã từng là mẹ các bạn rồi, vẻ ngoài có thể đang lừa dối các bạn ấy. Thầy nói thế, vẻ ngoài có thể đang lừa dối các bạn. Mọi người không giống như những gì họ nhìn thấy và cảm thấy. Tức là mọi người không giống như những gì mà bạn đang nhìn thấy và cảm thấy đâu. Họ không giống thế. Tức là chúng ta sẽ tin vào đôi mắt đúng không? Sẽ tin vào cái cảm giác của chúng ta. Thế nhưng mà thầy bảo là họ không giống những gì chúng ta đang nhìn thấy đâu và cảm thấy đâu. Nên là đừng dựa vào cái cảm xúc của mình, đừng dựa vào những cái logic của mình mà nghĩ rằng đấy không phải là mẹ của các bạn. Thì thầy có cho chúng ta xem một cái bức ảnh. À, bức ảnh này rất là thú vị. Đây là cái bức ảnh và thầy và cái cô đang quần hồng này là Veronica, là vợ của thầy, đang đưa tiền cho hai người chủ trước của cái quán cà phê Peachy ấy. Thì thầy mới nói là cái quán cà phê đấy, vợ chồng thầy mua thì là có một cái người vợ rất là nhỏ, gọi là cái biệt danh là chú dế nhỏ ấy. Và tên của cái quán cà phê cũng là cái chú dế nhỏ. Thì khi mà họ đi nghỉ trăng mật lần đầu tiên thì cái người phục vụ bảo là bảo cái ông đấy là cẩn thận đừng để đánh mất cái chú dế nhỏ đó. Nên là tên của cái quán cà phê cũng là chú dế nhỏ. Thì thầy nói là mẹ à người vợ này thì rất là vui vẻ với ông phục vụ, và người chồng thì chỉ xuất hiện vào cuối tuần thôi, và người chồng thì rất là ít nói và kiểu như là rất là chậm ấy, kiểu như là những cái người xung quanh cũng nhìn ông đấy như kiểu là cái gã khờ ấy. Mọi người tưởng tượng nhìn nhìn như là một cái gã khờ. Và thầy bảo là đến như mãi sau ấy thì thầy mới biết là trời ơi, cái ông này á, ông ấy là người điều hành, tức là một một nhà phi hành gia, à chứ là một nhà thiên văn học, là người điều hành một cái trạm thiên văn mà phát hiện ra cái sao Diêm Vương ấy. Tức là một nhà thiên văn học trong top đầu trên thế giới ấy. Người rất là giỏi. Và thầy bảo là ôi trời ơi, thầy thầy bảo ôi ơi, hóa ra ông đấy không phải là cái gã khờ này. Tức là lúc ấy thầy thầy rất là sốc ấy. Trời ơi, ông đấy một thiên tài, ông phải là một cái gã khờ này. Tức là bình thường cuối tuần ông đấy xuất hiện, ông đấy rất là lù dù chậm chạp, không nói năng gì, đi lại các giữa các bàn phục vụ rất là lù dù ấy. Thì thầy nghĩ là đây là một cái gã khờ ấy, tức là một người rất là lừ dừ chậm chạp ấy. Nhưng mà sau đấy thì thầy mới biết là ông đến điều hành một cái đài thiên văn học, là một cái nhà thiên văn học rất là lớn, người phát hiện ra sao Diêm Vương. Thì ông bảo, ôi rồi à thầy mà ôi rồi kiểu như là. Ông đấy phát minh ra những cái hệ thống để theo dõi. Ông ấy phát minh ra những cái hệ thống để theo dõi ấy. Theo 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 dõi gọi là theo dõi những cái ngôi sao ấy, sự biến đổi của các ngôi sao. Nói chung ông ấy là một người rất là giỏi. Thế thầy bảo là thế thì bài học ở đây là gì? Bài học là gì? Chỉ vì các bạn không cảm thấy ông đấy là một thiên tài, không có nghĩa là ông ấy không phải là một thiên tài. Đúng không? Thế mà thầy có cảm thấy ông ấy là một thiên tài đâu, ông ấy là gã khờ mà. Nhưng mà chỉ vì các bạn không cảm thấy như thế nhưng không có nghĩa là nó không phải như thế. Thế nên là tương tự như thế, chỉ vì các bạn không nhìn thấy ai đó là mẹ các bạn, chỉ vì các bạn không cảm thấy kết nối với một ai đó thì không có nghĩa là họ không phải là mẹ của các bạn. Cái vẻ ngoài ấy, nó sẽ đang lừa dối những gì chúng ta đang nhìn thấy, những gì chúng ta đang cảm nhận ấy, nó có thể đang nói dối chúng ta. Nên là chúng ta không thể biết là mọi người là ai đâu. Ok, thì thầy nói là các bạn sẽ không biết được ai sẽ là mẹ của mình. Không phải lúc nào mà chúng ta không nhận ra những người xung quanh ta đã từng là ai trong quá khứ. Đúng không? Mọi người đúng không? Em biết vừa nãy em có nói là chúng ta sẽ có nhân duyên để mà có người bố này, người mẹ này, gặp người chồng này, có người con này, và có những anh em chú bác họ hàng này, là những người này chứ không phải những người khác. Chắc chắn là họ phải có nhân duyên đấy. Nhưng mà nhân duyên đó là gì? Họ là gì trong kiếp trước của chúng ta? Thì không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được. Thì thầy nói là ngay người mẹ mà các bạn đang có trong kiếp này này
thì các bạn cũng không biết bà sẽ là gì trong kiếp sau của bà, đúng không? Người mẹ và các bạn đã có kiếp này này, các bạn có biết là trong kiếp sau bà sẽ trở thành cái gì không? Rất có thể là bà sẽ trở thành một con thú cưng của bạn. Bạn sẽ không biết được, bạn sẽ không có cái cảm giác kết nối đó. Bạn không thể biết được mẹ mình ở kiếp này, nhưng kiếp sau bà sẽ là gì. Nên là đấy là cái điều đầu tiên, là nghe người mẹ chúng ta có trong kiếp này. Và cái điều thứ hai là có những người mà bị chia cắt với mẹ của họ trong kiếp này, thì khi gặp lại họ cũng không nhận ra mà. Thì thầy có nói là có một người bạn của thầy, tức là lúc mà mới sinh con ra thì đã bỏ đứa con trai đấy ở lại cho một người khác nuôi, và trong 3-40 năm bà không gặp lại. Và sau này rất là tình cờ thì chàng trai đó với mẹ mình có tham gia một cái chuyến gì đấy chung, nhưng mà họ họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng họ không nhận ra nhau, và họ không nhận ra nhau, họ không có cái cảm giác kết nối đấy. Thì nói là ngay trong cái kiếp này này, nếu bạn không gặp mẹ mình từ lúc bạn sinh ra đến giờ thì bạn cũng không thể nhận ra bà. Người câu chuyện này rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều người bỏ con khi mới sinh ra, và đến khi gặp lại không hề có cảm giác kết nối, cũng không không nhận ra đấy là mẹ của mình. Và mãi mãi sau đấy, khi mà có những cái người nói hoặc có những cái gì tìm lại rất là lâu ấy, thì mới nhận ra. Trước đấy họ còn gặp nhau họ còn không biết. Nên là các bạn sẽ không biết được ai là mẹ của mình đâu. Không phải cứ dựa vào những cái gì chúng ta nhìn thấy hoặc những cái gì chúng ta cảm thấy. Nên nhận ra ngay cả trong người mẹ trong kiếp này chúng ta đã không nhận ra được rồi. Thì có một cái bài thơ như thế này. Có một cái bài thơ em sẽ trích từ trong cái cuốn Giải thoát trong lòng bàn tay, nó sẽ dễ hiểu hơn. Ăn thịt mẹ đánh cha, kẻ thù đã bị giết đang ngồi trên gối, vợ nhai xương chồng. Sinh tử có thể là một trò hề như vậy. Chị để giải thích cho cái bài thơ này này, thì nó cũng có một cái câu chuyện. Tức là thầy nói là có một câu chuyện, thầy đã kể trong rất nhiều đoạn trước đây, là trong kinh những câu chuyện này thầy nói từ những cuốn sách cổ xưa chứ không phải thầy nghĩ ra luôn. Thì tức là gọi là trong kinh là Kinh Hoa Liên hay kinh gì đấy, Kinh Hoa Liên thì như thế. Tức là có một câu chuyện về hai vợ chồng. Hai vợ chồng, người chồng thì rất thích đánh bắt cá ở đằng sau, ở cái hồ đằng sau nhà, ở cái ao trong nhà, ao đằng sau nhà. Và người vợ thì gọi là rất là dính mắc với ngôi nhà. Mình tưởng tượng như là người vợ rất là yêu quý ngôi nhà, rất là yêu quý, và kiểu ý là dành mọi 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 cái tâm huyết cho nó, rất là dính mắc ngôi nhà này. Thế thì hai người vợ chồng này có một đứa con trai, có một con trai, và sau đó thì ông chồng mất rồi bà vợ mất, còn con trai cũng đi lấy vợ. Thì người con trai á, thì lại tiếp tục giống bố mình, lại đánh bắt cá đằng sau nhà lên. Thì ông bố á, sau khi chết thì tái sinh là một cái con cá ở trong hồ. Còn người mẹ vì rất dính mắc với cái ngôi nhà thì tái sinh làm cái con chó trong nhà, con chó của cái nhà đấy. Thì thì chàng trai này sau khi mà bố mẹ mình chết thì vẫn giữ cái thói quen giống bố là đi đánh bắt cá đằng sau hồ. Và chàng trai này sau khi bố mẹ mất thì cũng cưới vợ rồi, xong sau khi bố mẹ mất thì là tức là cưới vợ này, sau đó là có một người đàn ông khác ấy, rất là thích thích vợ của anh này đấy, là vợ, thế là đã gọi là đã ngoại tình với vợ của anh này. Thầy nói là chàng trai đấy bị thu hút bởi những cái bộ phận sinh dục của người vợ của anh này, và ngoại tình với anh này, và anh này đã tức giận và anh ấy đã giết cái kẻ ngoại tình với vợ mình. Thì có một cái điều là cái kẻ ngoại tình đấy, cái kẻ ngoại tình với vợ của anh ấy lại tái sinh làm chính con trai của anh ấy luôn. Tức là sau đó hai vợ chồng sinh một người con trai ấy, thì chính là cái kẻ ngoại tình kia đã tái sinh làm chính cái con trai của anh ấy luôn. Thế nên là khi mà anh này bắt cá đằng sau hồ lên ấy, mà sau đó nấu để ăn, thì cái con chó là người mẹ nhận nhận ra, tức là anh ấy bắt đúng là bố mình. Thế ông ấy tái sinh là một con cá trong hồ, thì cái người mẹ mới nhận ra, con chó nhận ra đấy là bố, thì con chó mới không không muốn cho anh ăn.
Thế con chó cứ kéo cái kéo cái đĩa cá đi. Thế là anh ấy cứ tát tát vào con chó đấy, bảo con này láo tét, bố láo, kiểu đang ăn nó vào phá. Thì cái bài thơ này nói là ăn thịt cha tức là ăn thịt con cá đúng không, đánh mẹ tức là đánh con chó. Và sau đó lúc đấy thì anh lại đang bế cái đứa con của anh ở trên trên đùi ấy, trên trên đùi ấy, để ăn cơm ấy. Thì kẻ thù được giết đang định ngồi trên gối, nó chính là cái kẻ ngoại tình mà anh đã giết ấy. Tái sinh vào trong tử cung, tức là bị người đấy bị cuốn hút bởi bộ phận sinh dục của vợ anh nên lại chui vào tử cung của vợ anh đấy lần nữa. Nó có những cái nhân duyên như thế và làm con trai của anh đấy. Vợ nhai xương chồng tức là người vợ là con chó, sau lại nhai nhai xương của con cá. Vợ nhai xương chồng, sinh tử có thể mở một trò hề như vậy, nó chính là ý như thế. Và khi đó thì cái ngày Mục Kiền Liên ấy, ngày Mục Kiền Liên ngày đi qua và ngài thấy cái cảnh đấy, và ngài ngày ngày mới gọi vào, ngày ngày xin xin thức ăn của nhà anh này. Thì anh này bị đuổi, anh này bảo hãy cút đi, thì kiểu cái vô dụng, những người vô dụng cút đi không cho. Thế là vào một cái vị 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 sư ấy, họ vị 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 đi sau ngày Mục Kiền Liên ấy, vị đến vị bảo anh này là không phải là ngài ngài Mục Kiền Liên ngài cần, không phải là ngài cần cái thức ăn của anh đâu, không phải là ngài cần cái thức ăn của anh đấy, mà ngài đã nhìn thấy cảnh trong nhà anh đấy, và cái vị sư đấy mới kể lại cho anh đấy là nhà anh ấy đang diễn ra cái cảnh thế, tức là anh trai anh cứ chết xong lại tái sinh là con cá, anh cứ bắt cá anh ăn, nhưng cứ liên tục ăn cha của mình, mà cái con chó này nó cứ liên tục ở nó phản đối, và cái đấy cái con trai của anh ấy chính là cái người anh đã giết đấy. Thế thì ngày Mục Kiền Liên mới nói à chết, cái vị sư kia phải nói là ngày Mục Kiền Liên đang muốn giúp ấy, đang muốn giúp anh để bỏ được cái trò hề trong nhà anh ấy, tức là cái cảnh trôi lăn đau khổ, cái cảnh nó cứ nó vòng luân hồi, nó đau khổ thế, muốn giúp anh đấy để thoát khỏi cái cảnh đấy, chứ không phải là muốn xin cái thức ăn của anh ấy đâu. Ngài có thể nhảy giữa 1.000 hành tinh để giúp đỡ 1.000 người, nhưng không phải là ngài cần cái thức ăn của anh đấy. Thì lúc đấy anh đấy mới biết cái điều này. Thì đấy, thì cái bài thơ này đang đến cái đoạn này, thì cái bài thơ này nó chứng minh là các bạn sẽ không biết được ai, không phải lúc nào mà chúng ta cũng nhận ra những người xung quanh chúng ta đã từng là ai ở trong quá khứ. Không, bạn không biết những người xung quanh chúng ta đã là gì trong quá khứ của mình đâu. Nhưng anh chia sẻ cái thời gian trước mà khi mà chưa tìm hiểu sâu ấy, thì chúng ta có thấy rất là nhiều cái câu chuyện chia sẻ đúng không? Và em thấy đương nhiên những câu chuyện chia sẻ rất là nhiều, ví dụ như là nhiều người ở trong cái quá trình thiền ấy, họ nhìn được bố mẹ họ kiếp trước là ai. Thì là trước em có tham gia cái khóa thiền của chị gì em không nhớ nữa, tự nhiên quên tên chị đấy rồi. Nhưng đợt đấy nhóm mình đông đông người theo, không nhớ nữa, nhưng mà từ từ 2019 hay sao. Thì Tam cũng Mỹ Trương, hả, Tam Mỹ Trương mà không phải cái chị gì mà chị gì mà em hình nhớ là có chị Mây. Em không nhớ là có những ai nhóm mình á, đại loại là chị đấy có nhóm nhóm thiền thiền gì nhỉ, hoặc là thiền chị Châu. không, chị đấy cũng không phải làm, không phải nổi tiếng lắm đâu, mà chị cũng vừa vừa thôi, nhỏ nhỏ thôi. Có những cái nhóm thiền nho nhỏ ấy. Em nhớ là đợt trước là chị cứ thiền 14 5 giờ sáng này đấy, mà em nhớ là đợt đấy phải trả phí là 500.000 cho mấy buổi học của chị đấy, nhưng mà không không nhớ nữa. Nên đại loại ở trong cái nhóm đấy có một cái chị còn thiền, chị còn nhận ra chị nhận ra, tức là chị thiền xong chị khóc luôn ấy. Chị nhận ra là bố chị ở cái kiếp trước ấy, là người người chính là người đã giết chị ấy. Nên chị bảo là không hiểu sao cái kiếp, không hiểu sao chị luôn có cảm giác khó chịu với chị, tức là từ lúc mà chị có nhận thức đến giờ cứ cảm thấy khó chịu ấy. Làm cái gì cũng không vừa mắt ấy. Xong rồi thì nói chung là bố rất là yêu thương và chiều chuộng, mà chị cứ cứ cảm thấy khó chịu ấy. Chị không hiểu tại sao, thích tại sao. Nên chị đến lúc mà chị gọi là cái thiền đấy, thiền chữa lành ấy, thiền gì em không biết, nói chung là đại loại một loại thiền, thì chị mới nhìn ra là em cũng chưa có cái trải nghiệm này, nhưng mà chị nhìn ra trong kiếp trước bố chị đấy là người đã giết chị đấy, nên là chị cứ cứ liên tục phải khó chịu, mặc dù là đối xử tốt, bố chị đối xử rất tốt với chị cứ liên tục kiểu cứ có cái gì ở trong người ấy, nó khó chịu, nó phản ứng lại.
thì đấy là một cái trường hợp thật mà em, tức là không phải, cũng không phải là public rộng rãi ấy, mà chỉ là trong cái nhóm kín nhóm thiền đấy thì chia sẻ trải nghiệm thôi, thì mình mới thấy là trời ơi, mọi người mới đạt được trạng thái sâu, thì mình chưa trải qua cái trạng thái đấy, nhưng mà mọi người đã có những cái cảm giác đấy, đã nhìn thấy những cái điều đấy thì chứng tỏ và mọi người có thể đọc cái cuốn Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau, những cái gọi là liên quan đến thôi miên hồi quy tiền kiếp ấy. Nó đang có vẻ như cái thời điểm này nó đang, cái đấy nó đang rất là hot, và khi đọc xong cái cuốn đấy thì em cũng rất là thích, kiểu muốn được thôi miên ấy, để xem kiếp trước mình là ai, xong rồi thì mình có những cái gì, ví dụ như có những người cứ bị đau đau ở cổ chẳng hạn ấy, đau ở họng mà đi tìm khám khắp nơi không ra, thế xong đi thôi miên hồi quy tiền kiếp, thì họ lại ra là ngày xưa họ là lính ấy, thì họ bị đi 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 lính, bị kẻ thù ấy, đâm lén đâm sát vào cổ rồi chết. Và bây giờ họ cứ cứ kiểu như là lúc chết là họ chết vì đau á, họ họ kiểu trong kiếp sống này họ cứ bị đau, đi khám không ra nguyên nhân, kiểu kiểu như thế. Nên là nó có những cái thôi miên hồi quy tiền kiếp, nó rất là hot, những cái ông bác sĩ viết những cuốn sách đấy đấy, thì nó chứng minh là chúng ta không chỉ có một kiếp này, và những người mà xuất hiện trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta nhìn thấy thì chắc chắn là phải có nhân duyên ở đấy, chứ không thể có chuyện ngẫu nhiên 1/7 tỷ người, 8 tỷ người, 9 tỷ người mà lại xuất hiện được, nó phải có nhân duyên ở đấy. Nên tại sao mà mình lại không biết những cái người hàng xóm của chị Yến, trong khi mình lại có những người hàng xóm ở đây, kiểu như thế, nó phải có cái nhân duyên ở đấy. Thế nên là ok, thì chúng ta sẽ kết thúc hôm nay với một cái câu chuyện về hoa sen xanh. Hoa sen xanh thì là câu chuyện về một cái nữ tu tên là Upala, và thầy bảo là tìm thấy trong một cái cuốn kinh, thì tên tiếng Tây Tạng của nó đấy, và tên tiếng Việt của nó là kinh của những người khôn ngoan và những kẻ xuẩn ngốc. Cái câu chuyện về cái hoa sen xanh này, nó là một nữ tu ấy, thì nó rất là dài, và thầy sẽ chủ yếu là sẽ kể ở trong cái lớp 6 ấy. Thế nhưng mà đại ý ở trong cái lớp 5 này thì một cái nữ tu, và bà sẽ có rất là nhiều người đi theo bà, thì những cái người tu nữ khác ấy, mới hỏi là thầy ơi, chúng con ấy, ở trong cuộc sống của chúng con kết hôn rồi, xong chúng con bị lừa dối nên chúng con rất là đau khổ, nên chúng con lại đi tu. Thế nhưng mà chúng con đi tu rồi, nhưng mà chúng con vẫn vẫn có cái sự dính mắc, tức là vẫn vẫn có những cái ham muốn, tức là vẫn muốn có chồng, vẫn muốn có con, vẫn muốn có nhà, vẫn muốn có quần áo, lại lại thế, chúng con vẫn có sự dính mắc với những cái điều đấy, không thoát ra được, tức là vẫn muốn ấy, vẫn muốn có chồng có con này, vẫn muốn là đáp ứng các nhu cầu, vẫn muốn có quần áo, vẫn muốn có nhà, thì làm thế nào để chúng con thoát khỏi cái sự dính mắc này. Thì nữ tu mới nói là cái sự dính mắc vào thế tục, để dính mắc vào thế tục, dính mắc vào ngôi nhà này, dính mắc vào tất cả những thứ đấy, nó như là một cái ngọn lửa, thì bà là nó sẽ đốt cháy tất cả các thứ, nó đốt cháy những thung lũng, những cái rừng, nói chung là đốt cháy tất cả các thứ, cái sự dính mắc đấy. Thế nên là hãy thầy sẽ kể, sẽ kể cho và nữ tu mà sẽ muốn kể cho kể kể cho những cái nữ tu khác nghe những cái câu chuyện liên quan đến hoa sen xanh, nhưng mà cái câu chuyện này nó rất rất là dài, và gọi là sao nhỉ, nó sẽ, tức là thầy nói là chiếc nữ tu này mới kể là nó giống như là một dòng họ, nghĩa là theo cấp số nhân ấy, ví dụ như đầu tiên là một người sinh ra một đứa trẻ, xong đứa trẻ đó lại có 2 đứa bé, nhưng đứa bé này lại có 4 đứa bé đấy, nó ham muốn, nó có cứ hướng, nó tự nhân lên như như kiểu một cái dòng họ đấy, tức là đầu tiên là mình chỉ muốn có một người chồng, 2 đứa con, sau đó mình lại muốn có căn nhà, muốn có tiền, muốn có quần áo đẹp đấy, thì nữ tu bảo là những cái ham muốn nó cứ nhân lên theo cấp số nhân, như kiểu đầu tiên là đẻ ra một đứa con, xong đứa con lại có 2 đứa con, nhưng đứa con lại có 4 đứa con đấy, cứ kiểu nhân lên theo cấp số nhân như thế. Và sự dính mắc này thì sẽ làm của họ đối với mọi thứ và mọi người
sự dính mắc với những thứ mà chúng ta đang gây tổn thương cho nhau thì khó được. Nó dính mắc với những cái thứ đấy thì thầy nói là nó gây thiệt hại cho nhau. Và nếu mà nó cứ tiếp tục tiếp diễn ấy, thì rất có thể chúng ta sẽ rơi vào ba cái cõi thấp hơn, và ở cái ba cái cõi thấp hơn đấy thì chúng ta không thể giải thoát cho chính mình được. Nên là sự dính mắc với ngôi nhà này, dính mắc với người chồng này, và tất cả những điều này như là chúng ta đang cố gắng để thực hành ấy, để loại bỏ cái nỗi sợ hãi và cái sự dính mắc đấy. Thì nữ tu sẽ kể cho chúng ta một cái câu chuyện, một cái câu chuyện nó rất là dài, và ở trong cái lớp 6 chúng ta sẽ được nghe chi tiết cái câu chuyện đấy ở lớp sau ạ. Vì vì là cái bài giảng của thầy nó khá dài rồi nhưng thầy cũng kết thúc ấy. Mà em thấy là cũng nên để sang cái lớp sau, vì cái câu chuyện này thật sự nó rất là dài và nó rất là đáng thương. Và để mọi người nhìn rõ được là tại sao cái sự dính mắc nó lại mang lại cho chúng ta đau khổ. Chúng ta cứ dính mắc với những cái điều đấy, nhất là những người mẹ như chúng ta này, hay dính mắc với con mình, dính mắc với chồng mình. Tức là mọi người cũng biết đúng không, chúng ta sinh ra là nữ thì cũng đã có nghiệp nặng hơn là so với những người đã là nam rồi. Kể cả chúng ta có sung sướng đến đâu thì chúng ta vẫn phải trải qua cái ngày kinh này đúng không, chúng ta vẫn phải trải qua cái việc mà sinh đẻ này. Kể cả không sinh đẻ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bệnh nó liên quan đến gọi là những cái phụ khoa đấy. Mọi người tưởng tượng là nguyên cái chuyện đấy thôi chúng ta đã có rất là nhiều những cái rắc rối hơn so với đàn ông đấy. Kể cả chúng ta có con, chúng ta chăm con thế thì khi để mà chúng ta sinh ra đã là nữ thì chúng ta đã có nghiệp nặng hơn rồi. Thì cái câu chuyện hoa sen xanh ở trong cái buổi sau ấy, nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy rõ cái câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy rõ là cái sự dính mắc nó đưa đến những cái sự gọi là cái vòng luân hồi không có hồi kết như nào. Ok, cảm ơn mọi người, và em sẽ kết thúc lớp 6 của Lamrim 38 ở à, và chúng ta kết thúc bằng cái việc là chúng ta sẽ tri ân người thầy của chúng ta, thầy Gisi Magrot, người đã dành 10 11 năm 11 năm. để đến được đây, đến Lamrim 38, và em thì mới dùng có một năm để tìm hiểu những cái Lamrim của thầy, mà thấy nó công trình vĩ đại quá. Ok, hết rồi, cảm ơn mọi người, và chúng ta Rồi, sẽ cảm gặp ơn nhau bạn ở Hằng. tiếp theo.